Xin chào tất cả mọi người. Cũng khá lâu rồi chưa ra vlog lại. Và dạo gần đây sức khỏe, công việc hay là việc học của tất cả mọi người sao rồi? Còn mình thì vẫn ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ nha. Chia sẻ một chút với tất cả mọi người là lý do thời gian vừa qua mình ít tương tác là do mình bị bệnh thủy đậu ý. Thì mọi người có thể thấy là trên gương mặt của Tú có những cái cục mụn, vết sẹo đấy. Đó, phóng to một xíu nha. Đó, đây chỉ là cái camera là vậy thôi chứ mọi người coi ngoài đây đi, nó đen thùi lùi luôn á. Hay là nó để lại sẹo và trên gương mặt của mình ở phía ở trên gương mặt của mình và nhiều ở phía lưng nữa. Và mình nhấn rất là gió, lúc đấy là tầm khoảng 1 giờ sáng và mình cảm thấy lạnh ở trong người ý. Nói đúng hơn là vừa lạnh vừa nóng luôn ấy, có sốt nữa. Và khoảng 5 giờ sáng thì mình bắt đầu cảm thấy choáng và chóng mặt. Và Tú đúc kết được rằng là sức khỏe vô cùng quan trọng. Và ngày hôm nay thì bỏ qua chuyện đó một bên đi. Ngày hôm nay Tú sẽ đi mua một cái áo mới và một cái quần mới, hoặc là một cái túi để thì đó. Nên là chỉ khi chúng ta yêu bản thân của mình đủ nhiều và trân trọng bản thân đủ tốt và tô màu cho cuộc sống cá nhân của mình trở nên thật phong phú và tốt đẹp thì mới có thể là không đánh mất chính mình. Khi rơi vào những cái nghịch duyên đó thì hãy cứ yêu nhưng vẫn có thể là làm chủ được tất thật tốt cuộc đời của mình. Ví dụ như là khi ở bên cạnh người đó mà chúng ta không ở bên người đó nữa mà vẫn có thể là mở ra một trang sách trà đọc và bật một bài nhạc lên nghe và uống một tách trà cùng sự an trú, sự tự chủ đó thật sự rất là đẹp luôn. Chúng ta nhìn sâu một cái vấn đề rằng là bạn nhìn đi, bầu trời kia còn có thể mưa tầm tã, vừa có thể là nắng gắt cao cùng một lúc thì con người chúng ta thì cũng có vẻ rất quan tâm đến nhưng lại chưa từng thật sự để chúng ta vào lòng, để bạn vào lòng ý, thì cái đó có đáng ngạc nhiên đâu, đúng không? Vậy thì người ở đất khách hoài niệm chính là hương vị quê nhà. Trong hương vị này là lưu luyến, là hoài niệm, là tỉnh người, là hồi ức một chút thân thua không muốn ai biết và áp lực chắc chắn. Ý Tú muốn nói cho tất cả mọi người đây rằng là áp lực không chắc sẽ tạo ra kim cương đâu, nhưng mỗi người sinh ra là một cá thể hoàn toàn khác nhau về thể chất và lẫn tinh thần. Sức khỏe tinh thần của bạn tốt không có nghĩa là sức khỏe tinh thần của người khác cũng tốt. Vậy tại sao lại cứ phải là kim cương, là vàng, là bạc, là đồng, là sắt, là đá, là gỗ mà đúng không? Và bất kỳ ai tồn tại trên cuộc đời này cũng sẽ có ích, không giúp ích được nhiều thì cũng sẽ đỡ tay đỡ chân được rất là nhiều việc khác nữa. Và mày là sau khi nói những cái câu này mình thật sự suy nghĩ nhiều đấy. Sau rồi thì cũng quen với thành phố này nè. Thành phố này ngựa xe như nước, quen với việc xếp giao việc trước khi vô làm và quên thức khuya dậy sớm, và càng quên với việc bản thân mình nỗ lực liều mạng. Chỉ cần trong lòng đầy nắng thì dấu ở đâu, độ tuổi nào thì bạn cũng sẽ là thanh xuân. Mọi chuyện dù tốt dù xấu, được mất ra sao cũng hãy vững tin đó chính là sự an bài tốt nhất cho lần đến với thế gian này. Thì mình cũng rất là mong rằng là cuộc sống của chúng ta những năm tháng về sau ngập tràn bình an, hoan hỷ, không quá nồng nhiệt nhưng cũng không lãnh đạm, thờ ơ. Ngày ngày cơm tráng đợi bàn, tự do tự tại, kiếm được tiền, tiêu được tiền, chăm sóc người thân và trân quý những người thương. Mỗi ngày trôi qua đều không hề hoài phí và tâm nguyện theo 8 chữ: gió đến gió nghe, mưa đến nghe mưa. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng học cách giữ lòng kiên định và bình tâm, hòa khí bình tĩnh và an nhiên lại. Và qua đây thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến sức khỏe về bệnh thủy đậu của Tú trong những tuần vừa qua. Thì hiện tại là sức khỏe của mình cũng đã trở lại bình thường và công việc cũng đã trở lại bình thường rồi. Và cảm ơn đồng nghiệp, cảm ơn quý thầy cô và cảm ơn tất cả mọi người. Và cũng không quên bản thân mình phải cảm ơn một người nữa, đó là Chúa. Và mình vẫn luôn cầu nguyện đến để Chúa có thể là giúp đỡ cũng như là ở trong lòng của mình, ở trong lòng của tất cả mọi người đây. Và mình thật sự rất là biết ơn vì mình có cái cơ hội này để chia sẻ cho tất cả mọi người nghe ngay giờ phút này.
Và câu cuối cùng đó chính là cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Cờ Tú Vlog, và hãy like và subscribe kênh để có thể là theo dõi những cái video tiếp theo của Tú nha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye 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 bye.